Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Tuyệt Tuyệt Máy Tính. Thì hôm nay mình có một con Wiko Sanima Plus. Nó bị treo logo, bây giờ mình sẽ video này mình sửa lại UPROM. Con Wiko Sanima Plus đây, nó có mã là mã 200. Các bạn nhìn rõ không? Nó đây, VFK200 này các bạn. Đây, các bạn tháo pin rồi nhé, chuẩn bị cho mình một cái dây cáp. Rồi, bạn quay trở lại màn hình thì các bạn cái file này, cái file để các bạn cài mình sẽ để ở bên dưới link mô tả video nhé. Rồi, các bạn bật lên. Ở trên màn hình nó sẽ hiện, nó sẽ tự load và nó sẽ có một thư mục vào đây cho các bạn. Bây giờ các bạn cứ đợi nó chạy nhé, chạy cái file ROM này. Nó không cần cái tool đây, đây là cái tool để nó chạy load luôn này. Bây giờ các bạn đợi xong đó, các bạn khi mà lên xong, cài xong, các bạn ghim cái pin này, ghim cáp và làm theo mình. Rồi các bạn chọn dòng bên dưới nhé. Rồi ok, bây giờ nó lên cái màn hình này. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình dây cáp này. Một, các bạn ghim cáp vào nhé. Ghim pin mà, ghim pin, lắp cái nắp vào để các bạn bấm dễ nhé. Các bạn sẽ sử dụng cái phím âm lượng trên, tăng âm lượng này nhé, phím trên này, giữ cái tăng âm lượng mà ghim cáp cho mình. Các bạn bấm một cái download ở màn hình nhé. Chờ về nói chờ, ghim cáp cho mình nhé. Rồi, đó là cài driver kìa. Ok, bây giờ ở màn hình thì nó nhận rồi đây. Nó nhận để chạy rồi đây. Mình kiểm tra cái mục driver manager nhé. Nó đã nhận cổng MediaTek rồi, cổng 22 đi. Ok, bây giờ các bạn đợi cái này 100% là xong nhé. Thì nó sẽ lên cái bản Android 8.1. Mình không biết là bản 8.1 thì nó có hay không. Reset nó có về không? Để các bạn đợi lên là hoàn thành. Rồi ok, nó đã xong. Bây giờ các bạn nhìn vào cái màn hình điện thoại. Rồi, nó đã lên màn hình. Bây giờ thì các bạn chỉ chờ nó chạy đến lúc màn hình kết thúc là được.
200 này ở máy tính mình cũng nhận luôn này. Chắc chắn là khi bạn Chrome này nó sẽ mất hết dữ liệu nha, mất hết ảnh rồi là đây nó Sunny Park Plus. Ở video trước mình hướng dẫn các bạn là reset như cái kiểu vừa nãy đó, reset bằng phím cứng ấy, có thể bạn chọn bằng Chrome chẳng hạn, bằng link Chrome để cứu máy. Sau đó nếu mà bạn dính tài khoản Google thì mình cũng vẫn có một cái video để hướng dẫn các bạn gỡ cái tài khoản Google ra ở cái dòng Sunny Bar Plus này. Các bạn theo dõi và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ok, bây giờ màn hình nó hiện cái này thì bạn rút cái dây ra được. Bây giờ mình sẽ chọn ngôn ngữ là tìm tiếng Việt để... Ok đây, tiếng Việt đây các bạn. Tích vào và bắt đầu. Chọn cho mình, bỏ qua nha, mình không có SIM, máy của khách. Wi-Fi. Kết nối Wi-Fi đấy, thì bạn xem nó bật Wi-Fi rồi. Rồi bỏ qua đi. Quay lại. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối mạng Wi-Fi nhà mình nhé. Kết nối Wi-Fi xong nó sẽ kiểm tra cập nhật. Nó kiểm tra những quá trình này có thể mất 1 hoặc 2 phút. Đây nó sẽ là hình như sẽ là bản Android 8 hay Android 7 đấy. Mình nghĩ con này nó chạy dòng đấy. Rồi là mây thôi, thiết bị như mới đi. Máy này của khách gửi về thôi chứ mình không phải máy của mình. Đây lại có con Wiko đỏ nhé, con trước mình màu xám. Những cái dòng máy Trung Quốc thường nó giá thành nó rẻ, rất là ưa chuộng. Cái này đăng nhập thì các bạn không cần đăng nhập nữa, bỏ qua đi cho mình, bỏ qua hết đi. Những cái này mã pin này để sau này, mật khẩu này vẫn bỏ qua. Khi mà các bạn reset một bạn phím cứng thì nó không hoạt động ấy, thì các bạn thực hiện cái bước này như mình thì nó sẽ ra thành công như mình. Mình phải đào về thực hiện lại nhé. Khi reset mà bằng phím cứng được bắt buộc phải thực hiện bước này. Wiko. Chào mừng đến với tiếp theo. Nam hay nữ? Rồi, cái này mình bỏ qua đi. Dịch vụ của Wiko. Rồi, cái này nó bắt tải những ứng dụng kia rồi, mình thôi bỏ. Ok, như vậy là các bạn đã
Ugrom xong con Vico Saniba Plus. Đây mình sẽ vào cái cài đặt đây, nó là sẽ là Android 8 rồi. Vico đây đã cập nhật lên Android 810 Vico. Rồi, ok. Video mình xin tạm dừng tại đây. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.